Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình, thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái mẫu xe có thể nói là chủ lực của Mercedes-Benz Việt Nam cũng như là chủ lực của Mercedes-Benz trên toàn cầu, bởi vì là doanh số của hai cái chiếc xe này bán ra nó chiếm khoảng tầm là hơn 50% thị phần của xe Mercedes-Benz. Đó, nói đến đây thì chắc chắn các bạn cũng đã đoán được đó là cái chiếc xe gì ha các bạn. Đó là Mercedes-Benz GLC, và chiếc xe màu đen là GLC 200 Formatic và màu trắng của chúng ta là GLC 300 Formatic. Thì với hai cái chiếc xe này nó sẽ có những cái option hoặc là có những cái trang thiết bị khác nhau. Đó, và liệu các bạn có trả thêm 500 triệu nữa để lấy GLC 300 Formatic hay tiết kiệm 500 triệu chỉ để lấy GLC 200 Formatic. Mặc dù hai chiếc xe của chúng ta là có cùng một cái thiết kế các bạn, nhưng bề ngoài cũng như là bên trong nội thất chúng ta cũng sẽ có những cái điểm nó cũng rất là khác nhau. Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là GLC 200 của chúng ta được thiết kế như theo phong cách như thế này các bạn. Đó, và lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt những dạng sọc đứng. Nhưng bên cạnh đó, GLC 300 của chúng ta thì đã được thiết kế bởi cái body của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là ở phía trước có những cái logo của Mercedes-Benz các bạn. À, nhìn thấy nó rất là bắt mắt ha. Đó, thì trước đây đối với dòng GLC 300 thì sẽ được thiết kế lưới tản nhiệt theo dạng là lưới tản nhiệt dạng kim cương nhá, nhưng với cái thiết kế 2023 của Mercedes-Benz thì sẽ đổi sang những cái logo của Mercedes-Benz như thế này. Các bạn sẽ thấy là về phần đầu xe chúng ta sẽ có một cái camera 360 độ ở đây ha, đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta được trang bị cái camera toàn cảnh rồi. Nhưng đối với xe GLC 200 Formatic của chúng ta thì chúng ta sẽ không có trang bị camera 360 độ và chỉ có cái camera lùi thôi. Đèn xe là một cái chi tiết có thể nói là rất là thu hút. Thì đèn xe của xe GLC 200 Formatic thì được trang bị là đèn LED High Performance cho một cái ánh sáng trắng rất là sáng rồi các bạn. Nhưng bên cạnh đó, GLC 300 của chúng ta lại được trang bị một cái đèn pha có thể nói là tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn. Đó là chính là đèn pha Digital Light. Và với cái đèn pha Digital Light này, Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Và chỉ với những cái mẫu xe mà có thể là cuối bảng của Mercedes-Benz mới được trang bị đèn pha Digital Light. Và với 1,3 triệu tấm gương lật ở bên trong cái đèn pha này, nó giúp cho cái chiếc xe GLC 300 có thể là chiếu sáng ở mọi cái cung đường và chiếu sáng ở mọi cái điều kiện cái thời tiết khác nhau. Đó, nếu mà anh chị các bạn nào đã đi những dòng xe của Mercedes-Benz và được trang bị cái đèn pha Digital Light này rồi thì các anh chị các bạn thấy là nó cực kỳ hiệu quả và cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn nếu mà xe của chúng ta di chuyển hàng ngày trên thành phố thôi các bạn, và có nhiều cái ánh sáng đèn đường, thì thực sự chỉ cần là đèn LED High Performance này thôi là cũng đã đáp ứng cho các bạn rất là nhiều rồi. Đó, và đi sang bên hông một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là về phần mâm xe của GLC 300 được trang bị là mâm xe của AMG ha. Mâm xe AMG với kích thước lớp là 255/45R20, có nghĩa là mâm của chúng ta sử dụng là mâm 20 inch. Đó, và bên cạnh đó thì GLC 200 Formatic sử dụng lớp xe là 235/55R19, có nghĩa là lớp xe của GLC 200 Formatic này sử dụng cái mâm 19 inch. Và lớp xe của hai cái dòng xe này đều là lớp xe thai fit các bạn, không được trang bị lớp xe run lát, và cả hai chiếc xe này đều được trang bị cái bộ bánh xe dự phòng đi theo xe ha, ở phần cốp sau. Một cái điểm nữa các bạn mà rất là ít các anh chị khách hàng để ý ha, đó là cái đĩa phanh cũng như là cụm phanh của chiếc xe GLC 300 này lại được trang bị một cái cụm phanh rất là to và đĩa phanh được đục lỗ ha. Thì đối với những cái chiếc xe mà gọi là hiệu suất cao, những cái chiếc xe mà rất là đắt tiền bên Di các bạn, thì thông thường mới được cái trang bị cái cụm phanh to như thế này cũng như là đĩa phanh đục lỗ ha. Chỉ có những anh chị khách hàng rất là hiểu về xe thì mới để ý cái phần này và hỏi gì cái phần này ha. Trong khi đó thì GLC 200 của chúng ta thì được trang bị cái cụm phanh tiêu chuẩn thôi. Cả hai cái chiếc xe đều có một cái hiệu suất phanh coi như là rất rất là tốt rồi. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào một cái cụm phanh to hơn, một cái đĩa phanh to và có đục lỗ á, thì nhìn nó cũng ngầu hơn các bạn ha. Tiếp theo các bạn sẽ thấy là gương chiếu hậu của hai dòng xe GLC 200 Formatic và GLC 300 của chúng ta được thiết kế một cái gương chiếu hậu nhìn rất là hấp dẫn các bạn ha, được bắt lên trên cái cửa xe luôn. Đó, và đây là một cái điểm mà có thể nói là Duy cực kỳ thích ở trên cái dòng xe GLC mới 2023 này. Đó, thực ra khi mà chúng ta nhìn từ bên hông các bạn thì chúng ta sẽ thấy cái chiếc xe nhìn nó thể thao và cá tính hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì thiết kế cái gương chiếu hậu này đặt trên cửa xe các bạn thì hạ thấp cái gương xe một chút xíu để cho cái việc mà quan sát cái góc ở
bên hông này nó sẽ được thoáng hơn rất là nhiều so với là chúng ta bắt một cái cụm gương ở trên cái gương này giống như là cái phiên bản 2022 ha. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa của hai dòng xe GOC 200 Formatic và GOC 300 của chúng ta có một cái tay nắm bọc chrome như thế này, đồng nghĩa với việc là xe của chúng ta được trang bị cái tính năng keyless go, lóc cửa thông minh các bạn, và không cần chìa khóa luôn ha. Chúng ta chỉ việc cảm ứng lên tay nắm cửa nó sẽ khóa và cảm ứng lên tay nắm cửa nó sẽ mở ha. Đây là một cái chi tiết rất là tiện lợi trong trường hợp các chị các bạn hay để chìa khóa xe ở trong túi xách á, chúng ta sẽ không cần phải lục túi xách ra để lấy cái chìa khóa để bấm nữa, mà chúng ta chỉ việc tới xe thôi là xe của chúng ta sẽ tự động mở rồi. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là GLC 200 Formatic của chúng ta và GLC 300 của chúng ta nhìn cũng rất là giống nhau các bạn, nhìn rất là khó phân biệt luôn. Hầu như là chỉ có một cái điểm mà giúp cho chúng ta phân biệt giữa hai cái chiếc xe này, đó là cái chi tiết này các bạn. Cản xe ở phía sau của GLC 300 được cắt những cái rãnh như thế này, nhìn nó có vẻ là gân guốc và hầm hố hơn. Đó bởi vì là GLC 300 của chúng ta được trang bị cái body kit của AMG, một body kit thể thao các bạn ha. Ở phía sau xe các bạn sẽ thấy hai mẫu xe này đều có chữ là Formatic nè. Bởi vì là chiếc xe của chúng ta được trang bị cái tính năng vận hành 4 bánh toàn thời gian rất là nổi tiếng của Mercedes-Benz rồi. Và thực sự các bạn, đối với cái tính năng vận hành 4 bánh toàn thời gian này là ở nước ngoài nha, trong những cái điều kiện đường xá chẳng hạn như là tuyết hoặc là mưa, tính năng Formatic này nó phát huy hiệu quả rất tốt luôn và giúp cho chiếc xe của chúng ta bám đường tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là phần đuôi xe của GLC 300 hoặc là GLC 200 bây giờ này, được thiết kế cái đèn xe kéo dài từ bên trái sang bên phải luôn và được có một cái chi tiết là nẹp màu đen này các bạn, nó nối liền giữa hai cái đèn nè. Đó, khi mà chúng ta đi vào buổi tối và ban đêm ha, nhìn nó rất là hấp dẫn cái phần đuôi xe này luôn. Đó, bây giờ Di sẽ mở các bạn xem cái phần cốp xe. Thì về kích thước của hai mẫu xe GLC 200 Formatic và GLC 300 chúng ta thì có cùng một kích thước, có cùng một cái thiết kế rồi, cho nên là cốp xe của chúng ta có một cái kích thước giống nhau là điều chắc chắn các bạn nha. Đó, và cốp xe của chúng ta nè, các bạn sẽ thấy ở đây có một cái nút bấm ha, như cái việc bấm ở đây thì sẽ gặp cái ghế lại, cũng như là bấm một cái nút bên này thì nó sẽ gặp lại cái hàng ghế ở phía này ha. Khi mà gặp lại thì các bạn thấy rồi ha, cái không gian ở bên trong chúng ta có thể là biến cái chiếc xe GLC của chúng ta thành một cái chiếc xe bán tải luôn và chở được rất rất là nhiều đồ. Đó, ngoài ra thì bên dưới của cái cốp xe này thì được trang bị lớp xe dự phòng, và khi mà các anh chị các bạn đi đường dài ha, đi đường tỉnh ha, thì các anh chị không lo cái vấn đề mà bị bể lớp dọc đường nữa, và chúng ta đã có lớp xe của chúng ta để mà chúng ta thay thế rồi ha. Trước khi đi vào bên trong nội thất của chiếc xe GLC này thì Di sẽ cho các bạn xem cái phần kính xe ha. Thì đối với cái kính trước của xe GLC 300 lại được trang bị kính xe hai lớp cách nhiệt, cách âm và phản xạ tia hồng ngoại. Đó, và GLC 200 Formatic của chúng ta thì chỉ được trang bị kính một lớp thôi ha. Đây là một cái điểm khác biệt về kính xe giữa hai cái chiếc xe này. Còn đối với là cái kính khoang sau của xe GLC 300 và GLC 200 Formatic, chúng ta đều được trang bị kính xe cách nhiệt tối màu. Ok, bây giờ Di sẽ vào bên trong khoang nội thất đây. Đối với GLC 300 thì được thiết kế theo phong cách của thể thao, phong cách AMG, cho nên là nội thất của xe GLC 300 các bạn cũng phải theo cái thiết kế của AMG luôn. Đó nghĩa là đồng nghĩa với việc là vô lăng của chúng ta ha, được trang bị một cái vô lăng thể thao của AMG, và vô lăng của chúng ta là vô lăng đái bằng ha. Đối với những anh chị nào mà thích lái xe thì được trang bị cái vô lăng AMG như thế này thì lái xe nó rất là thích các bạn, rất là tuyệt vời luôn ha. GLC 300 được trang bị cái âm thanh vòm Boommaster 15 loa công suất là 710W. Đó, và GLC 200 Formatic của chúng ta lại được trang bị cái bộ loa tiêu chuẩn theo xe thôi ha. Đó, thì thực sự đây là một cái chi tiết mà các anh chị khách hàng nào mà thích nghe nhạc các bạn thì mới thích cái bộ loa này, bởi vì là chúng ta phải có một cái đôi tai coi như là nghe rất là nhiều những cái dàn âm thanh rất là hay rồi thì chúng ta mới cảm nhận được vấn đề đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghe những cái nhạc mà thông thường ở trên internet này nọ thôi đó, thì đối với chiếc xe GLC 200 Formatic của chúng ta là dàn âm thanh đó nó quá đủ rồi. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 này lại được trang bị cái ghế ngồi cũng rất là thể thao và được phối hai màu da, đó là màu nâu cũng như là màu đen luôn. Đó, và cái ghế của chúng ta là một cái ghế gọi là ôm vào người. Ngoài ra thì đối với cái nội thất này thì chúng ta có thêm hai cái tùy chọn, đó là ghế nâu như thế này và một cái bộ ghế là full đen luôn. Trần xe của chúng ta thì được thiết kế là cửa sổ trời panoramic sunroof đó, và trong khi đó thì GLC 200 của chúng ta thì không được trang bị cửa sổ trời. Đó, về phần màn hình xe của hai chiếc xe này thì hai cái chiếc xe của chúng ta đều sử dụng một cái màn hình cùng sử dụng một cái hệ điều hành đều giống nhau hết luôn các bạn,
không có khác nhau cái gì hết ha. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 được thiết kế là tấm ốp sợi kim loại các bạn nha, chứ không phải là sợi carbon. Đó, các bạn nhìn thấy rất là giống như sợi carbon. À, nhìn nó nội thất của chúng ta nó thêm phần thể thao và cá tính hơn. Trong khi đó thì GLC 200 Formatic của chúng ta lại được trang bị là chi tiết là ốp gỗ và có những cái vân sọc bằng nhôm. Đó, một cái chi tiết rất là sang trọng và các bạn sẽ thấy nhiều ở trên chiếc xe Maybach ha. À, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy táp lô của chúng ta có những cái chi tiết hốc gió máy lạnh ha, có đèn, nhìn nó rất là hiện đại, rất là tương lai luôn, tạo cho cái không gian của nội thất của chúng ta vào ban đêm ha, chúng ta nhìn thấy nó thoải mái và nhìn nó có vẻ như là nó refresh hơn rất là nhiều ha. Khi chúng ta đi làm việc một ngày mà mệt mỏi các bạn, chúng ta trở về lên trên một chiếc xe mà nó tối thui thì thật sự nó cũng hơi nặng nề, nhưng chiếc xe của chúng ta nó có rất là nhiều những cái đèn viền nội thất nè, đó làm cho chúng ta có thể thay đổi luôn mà 64 màu ha. Mỗi cái tâm trạng của chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể điều chỉnh nó khác nhau ha, nó rất là thoải mái. À, bên trong của hai cái chiếc xe này thì đều có hai cái chi tiết là để ly cũng như là một cái sạc cho điện thoại USB Type-C nè. Bên trong này cũng có là hai cái USB Type-C để chúng ta sạc điện thoại ha. Và bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Thì về cái tính năng hỗ trợ lái và an toàn của hai cái chiếc xe này thì gần như là giống nhau luôn các bạn. Thì xe của chúng ta đều được trang bị cái tính năng là hệ thống hỗ trợ phanh chủ động nè, hệ thống giám sát làn đường chủ động và cả hệ thống hỗ trợ điểm mù. Đó. Nhưng đối với xe Mercedes-Benz GLC 300 của chúng ta thì còn một cái tính năng nữa, đó là cái tính năng giữ khoảng cách hay còn gọi là bám đuôi Disjunct. Đó, thì với cái tính năng này Duy nghĩ là chỉ đi được trên đường cao tốc thôi, đó giúp cho chúng ta nhàn hơn trong vấn đề lái xe trên đường cao tốc. Gần đây thì các bạn sẽ thấy là Mercedes-Benz có một cái thiết kế cái màn hình dạng thác đổ cũng như là màn hình to như thế này ha, như là GLC nè, như là C-Class hoặc là S-Class hoặc là Maybach. Thì hầu như đối với những cái chiếc xe mà có trang bị cái màn hình to như thế này thì các bạn đều thấy là nó có cái tính năng Apple CarPlay cũng như là Android Auto không dây ha. Đó, hiện tại bây giờ điện thoại của Duy đã kết nối với lại màn hình của xe nè. Đó, thì thực ra đối với cái tính năng kết nối Apple không dây này bạn, Apple CarPlay không dây này thì nó cho một cái trải nghiệm thấy thích thú hơn so với là cắm dây. Khi mà chúng ta cắm dây thì nó sẽ vướng víu nè. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 hoặc là GLC 200 Formatic của chúng ta đều có trang bị cái tính năng là sạc điện thoại không dây luôn. Đó, có nhiều cái anh chị các bạn nói là ở phía sau của những cái dòng xe GLC mới này nó sẽ không có sạc điện thoại bạn, các bạn có thể sạc trong đây nè. Đó, dây sạc điện thoại chúng ta có thể cắm vào trong đây và chúng ta đậy lại thôi. Nó rất là đơn giản ha, không cần phải dây ở phía sau này nọ nữa đâu. Nếu các bạn là người chỉ ngồi ở phía sau các bạn mà chúng ta không lái ha, chúng ta chỉ ngồi và có tài xế chở, thì cái sự cảm nhận giữa hai cái chiếc xe GLC 300 và GLC 200 Formatic của chúng ta thì đều có một cái trải nghiệm ở khoang sau giống nhau luôn. Đó, và cả hai cái chiếc xe của chúng ta đều được trang bị cái cửa gió máy lạnh thôi và chúng ta sẽ không có điều khiển nhiệt độ riêng ở cái khu vực này. Đó, ngoài tiếp theo thì về sự êm ái giữa hai chiếc xe này thì GLC 300 hay là GLC 200 Formatic sẽ êm hơn các bạn. Theo khách hàng có gì các bạn trải nghiệm thì GLC 200 Formatic của chúng ta nó có một trải nghiệm êm hơn so với lại GLC 300. Có thể là do bánh xe của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn 1 inch. Đó, ngoài ra thì cả xe GLC 200 Formatic được trang bị hệ thống treo gọi là êm ái các bạn nha. Đó, và trong khi đó là GLC 300 của chúng ta được trang bị hệ thống treo là Agility Control. Thật sự với hai cái chiếc xe này nếu mà Duy cảm nhận các bạn thì Duy nghĩ là khoảng tầm 1:9, 1:10 về sự êm ái thôi. Nó cũng không có chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Thực ra mỗi khách hàng về sự cảm nhận êm ái thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng thôi. Đã nói là cảm nhận thì nó rất rất là khó phân biệt ha. GLC 300 Formatic và GLC 200 Formatic của chúng ta đều được trang bị một cái động cơ y chang nhau luôn các bạn nha. Không khác nhau bất kỳ chi tiết nào, nhưng nhà sản xuất cố tình là lập trình giữa hai cái chiếc xe này có phần công suất chênh lệch nhau. Đó là 204 mã lực trên chiếc xe GLC 200 Formatic và 258 mã lực trên GLC 300 Formatic. Khi mà chúng ta cảm nhận không khác nhau nhiều đâu các bạn. Đó, thật sự nếu mà các anh chị các bạn nào là một người mà gọi là rất rất là sành về xe và lái rất rất nhiều mẫu xe rồi và lái xe hàng ngày á, thì chúng ta mới có thể là cảm nhận hai cái chiếc xe này khác nhau về cái sự mạnh hay là không mạnh hơn. Về cái hộp số giữa GLC 300 và GLC 200 của chúng ta đều sử dụng cái hộp số là 9G-tronic. Đây là hộp số mà có thể nói là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ và sử dụng hầu như rộng rãi trên tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz như là những dòng xe S-Class, dòng xe Maybach, những dòng xe GLS, những dòng xe rất là to của Mercedes-Benz thì đều sử dụng cái hộp số này các bạn nha. Đây là một cái hộp số mà tối ưu nhất hiện tại bây giờ rồi. GLC 300 và GLC 200 Formatic của chúng ta đều được trang bị cái motor điện 48V ha, giúp cho việc lái xe trong thành phố nó sẽ được tiết kiệm nhiên liệu hơn cũng như là xe của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và có mô men xoắn cao hơn so với là những cái động cơ thế hệ trước đó.
Vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem hai cái chiếc xe GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300 của chúng ta rồi. Thì các bạn thấy là hai cái chiếc xe này nó cũng gần như là không khác nhau quá nhiều các bạn nha. Thật ra những cái điểm chung, những cái chi tiết lớn và những cái thiết kế về an toàn, về động cơ, về khung gầm thì hai cái xe này chúng ta đều có điều chung là một rồi. Nó chỉ khác nhau về những cái trang thiết bị cũng như là những cái option về tiện nghi, về giải trí là nhiều. Bởi vì Di thấy là có rất là nhiều nha anh chị các bạn chỉ mua cái chiếc xe về để chỉ là có tài xế lái thôi. Liệu chúng ta có cần thiết phải bỏ thêm 500 triệu nữa để lấy cái chiếc xe GLC 300 hay không? Hay là các anh chị các bạn tiết kiệm 500 triệu để lấy GLC 200 Formatic? Ok, để biết thêm chi tiết về hai cái mẫu xe này cũng như là những dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.